Không có phiên nói về thám tử, mà chỉ cần nói ra vị trí của hai thám tử sẽ được thả ra. Không nói thì sẽ bị nhốt vào tù. Tôi thực sự không biết gì hết. Chọn đưa một tội danh để khởi tố đi. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của thám tử Hoang lại vang lên. Công tố viên bảo anh ấy nghe điện thoại. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói của Hoang Súc. Thám tử Hoang bày giả vờ như đang nói chuyện với vợ, nói rằng mình có việc ở bên ngoài nên tối nay sẽ không trở về. Cũng nhờ thế mà mối nghi ngờ của công tố viên với thám tử Hoang cũng được xóa bỏ. Thế nhưng Hoang Súc lại nói chuyện của con gái đã kết thúc. Anh bảo thám tử Hoang hãy tới bắt mình, như thế thì anh ấy có thể khôi phục chức vụ, năm sau sẽ được hưởng lương hưu. Thám tử Hoang hỏi Hoang Súc ngoại trừ mình ra người khác có thể đi được không. Hoang Súc còn tưởng rằng anh không muốn được chiếm công lao khi bắt được mình. Hoang Súc bảo với thám tử Hoang chỉ cần có công lao của anh là được. Thám tử Hoang lập tức nói ra vị trí của Hoang Súc. Công tố viên bèn ra lệnh thả anh ấy ra, sau đó dẫn theo người đi tới chỗ Hoang Súc. Thám tử Hoang lúc này cảm thấy chính mình đã bán đứng Hoang Súc, lòng anh mãi chẳng thể thanh thản được. Trong căn biệt thự sang trọng, Song Jun đi vào phòng của bố vợ, sau đó mở tivi bên trong phòng ra. Hoang Súc lúc này cũng đang túc trực bên cạnh chiếc tivi, đợi chờ tin tức mà mình muốn nghe thấy. Nhưng bản tin lại không nói gì về cái chết của con gái anh, mà là chứng cứ nhận hối lộ của tập đoàn Hang U. Đúng lúc này một đám người mặc vest đột nhiên xông vào vũ trường bỏ hoang. Chi Su lúc này cũng nhân cơ hội chạy thoát ra ngoài, tận mắt chứng kiến hung thủ giết hại con gái ngang nhiên rời đi. Nhưng người làm bố như Hoang Súc lại chẳng thể làm được gì. Chi Su vừa ngồi lên xe rời đi, một lượng lớn cảnh sát cũng lập tức có mặt tại đây. Hoang Súc đánh ngã người đàn ông đang khống chế mình. Anh và thám tử Du Nhân lúc hỗn loạn mau chóng rời đi. Thám tử Hoang vì lo lắng cho anh nên cũng đã theo tới tận đây. Ba người tìm đến một căn nhà bỏ hoang, nơi này đã rất lâu không có người ở. Thám tử Hoang tâm sự với Hoang Súc về nỗi đau và sự bất lực của mình. Nếu như anh bị bắt vào tù thì sẽ chẳng có ai chăm sóc người vợ đang mắc bệnh, và bất đắc dĩ nên anh ấy mới tiết lộ vị trí của Hoang Súc. Anh nói mình đã làm cảnh sát hình sự được 30 năm, bây giờ đột nhiên cảm thấy vận mệnh hoàn toàn nằm trong tay những kẻ có quyền có thế kia. Hoang Súc lại không tin, bởi vì anh có quyết tâm báo thù cho con gái. Anh nhất định sẽ tự tay bắt lấy hung thủ giết hại con gái. Còn Chi Su lúc này đã về tới nhà. Cô ta không ngờ là bố mình lại nhiệt tình đến vậy, càng không ngờ là người chồng bị mình cắm sừng lại coi trọng tình cảm của họ đến thế.